Hello xin chào mọi người và mình là coi mình đã quay trở lại rồi đây Hôm nay thì mình sẽ làm clip thử thách cho 8 con sói ăn xương Đây là con sói đầu tiên cũng là sói hệ quyên một luôn Mình sẽ mua cục xương và cho nó ăn Mình sẽ thử thách làm thử thách là cho 8 con sói ăn xương Clip này mình đã hoàn thiện trong vòng 2 tháng Đây chính là con đầu tiên không biết mình sẽ được cái gì đây chắc chắn rồi mình sẽ cố gắng hết sức còn nó noel luôn kìa ok mọi người thì bây giờ con sói quyên đầu tiên đó là sẽ được cái gì đây phiếu giảm giá nào phiếu giảm giá đấy sao pha lê sao pha lê gì đây vai cả cứ sao pha lê vàng từ quái kết thúc con sói đầu tiên chúng ta được viên sao pha lê vàng bây giờ chúng ta sẽ đến với là con sói thứ hai mình sẽ mua xương và cho nó ăn thế nào con này cũng là sói quyên một luôn con này cũng là sói quyên một luôn mình sẽ thả xương ra cho nó ăn nào mắm đi con Măm đi con ơi, phiếu giảm giá con ơi, phiếu giảm giá con ơi Phiếu giảm giá, giá nào con yêu con... Ôi trời ơi, sao lại gì đây, màu đỏ đỏ, màu đỏ đỏ Biến 5 vật 5 tấn công thành hạt Như vậy là hai con, hai viên sao bà lê vãi cất tật anh em ơi Kết thúc con sói thứ hai chúng ta được viên Savale hút hạt P Bây giờ chúng ta sẽ đến với là con sói thứ ba Mình sẽ mua cục xương và thả ra cho nó ăn Con sói này cũng là sói hệ quyền 1 Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ nhà cục xương ra cho nó ăn nào em yêu em yêu ơi mâm đi em yêu ơi quá tăng ba bận lần ba cũng là phiếu giảm giá mà tôi quá tăng ba bận quá tăng ba bận em ơi sao pha lê nữa rồi vai trường thật sao pha lê ban trăm trường mà đen vãi cướp ra con sói thứ ba vẫn không có phiếu giảm giá vãi cả cứt bàn trăm trưởng ok thì bây giờ chúng ta sẽ nếm lại con sói thứ tư con sói thứ tư này thì mình sẽ dùng cái ạc dz đâu một AT để cho nó ăn nha anh em nào mắm đi con yêu mắm đi nào con yêu ơi sao pha lê lại là sao pha lê vai trường thật năm phần trăm vàng từ quái viên sao pha lê thứ hai năm phần trăm vàng từ quái sau bốn con sau bốn con mày đen vãi cả cứt luôn một đám đứng nhìn quê vãi cả trường ra luôn ma nhỏ qua anh em ơi qua nhỏ luôn ạ mẹ bỏ luôn cho rồi Ghét vai cả cứt luôn bốn con sói, không có phiếu giảm giá rồi. Bốn con sói, bốn viên sao lê quá đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại con sói thứ năm này anh em. Con này chắc chắn là phiếu giảm giá rồi, không thể nào mà chạy thoát được khỏi phiếu giảm giá cả. Đang hụp đổi diệt gặp sói ra thì sói ra cho phiếu giảm giá luôn. Sói hay Queen ơi, ăn phiếu giảm giá đi nào em yêu ơi. Đây, có xương này mày thèm xương tao cho xương. Tao thèm phiếu giảm giá, mày có cho tao phiếu giảm giá hay không đây? Sói hay Queen, xương ngon. Sói hay Queen, coi ốc tiêu và lai là sapphire ở cái con sói thứ năm này sao lên năm phần trăm tấn công thành cây ma thể nhỏ vai người ta kêu quá tăng ba bận mà mình quất năm con rồi không được cái phía thần giá nào toàn là sao lê thôi mà tỷ lệ sói cho ra là chỉ có sao lê với là phía giảm giá mà năm con rồi không được gì thôi được rồi bây giờ mình sẽ khô máu với nó luôn con sói thứ sáu con sói thứ sáu đang đứng trước mặt chúng ta bây giờ mình thấy thả xương ra cho nó gặm nào anh em nào ăn xương đi con yêu ăn xương đi nào con yêu ơi con yêu ơi em yêu em yêu con sói thứ sáu rồi Ăn đi Úi dồi ôi má nè Lại là sao và lê mẹ 5 phần 5 sát thường mẹ nè Đủ loại sao lê luôn Cạn lời luôn 6 con 6 viên sao và lê Má nè để sao lê đâu cho hết bây giờ Rồi 6 con rồi đó Má vãi trưởng rồi đó Bây giờ thì mình sẽ đến với là con cuối cùng Con thứ bảy mình sẽ làm con này nữa thôi không làm 8 con làm 7 con thôi làm 7 con thôi con cuối cùng nào con sói Queen Akui à, rất cần phiếu tham giá lại là Savale như vậy là kết thúc 7 con sói 7 viên Savale cảm tất cả mọi người đã xem clip này quá mệt mỏi vãi cả trưởng đen quá